Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xác minh việc bí thư Đảng ủy xã ở Thanh Hóa bị tố chửi bới người dân. Truy tố cựu phó chủ tịch Hiệp hội Góp Việt Nam đánh bạc thắng 222 triệu đồng. Phát hiện tài xế phụ xe dương tính ma túy ở chợ đầu mối Thủ Đức. Sự thật về cặp vợ chồng có khả năng trừ tà ở Bà Rịa Vũng Tàu. Xuất hiện lực lượng giúp Hezbollah can dự vào xung đột Israel-Hamas. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin từ huyện ủy Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ thông tin công dân phản ánh ông Nguyễn Văn Thụ, bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phúc, có lời lẽ không chuẩn mực với người dân. Theo bản tường trình của ông Nguyễn Hữu Ké, 69 tuổi, trú thôn Đoán Quyết Hạ, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, gửi đến cơ quan chức năng. Vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 10, ông Thụ đi cùng con trai và một cháu trai đến nhà ông. Lúc này ông Thụ liên tục chửi bới, lăng mạ và đe dọa gia đình ông. Trong lúc chửi bới, ông Thụ liên tục văng tục trước mặt vợ chồng ông Ké. Quá hoảng sợ, ông Ké đã gọi điện cho chủ tịch xã và nhờ gọi công an đến giúp đỡ. Ngay sau đó có 3 cán bộ công an huyện Thiệu Hóa đi tuần tra địa bàn, thấy to tiếng nên vào nhà ông Ké ghi nhận sự việc, cũng như khuyên giải hai bên, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Cũng theo ông Ké, trước đó tối ngày 29 tháng 9, ông cũng nhận được một tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ. Ông Ké cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do liên quan đến một khu đất chung của thôn cạnh nhà văn hóa bất ngờ được cấp riêng cho một cá nhân người dân trong thôn mà người dân không biết. Một vụ nổ bình khí ga lớn vừa xảy ra ở công ty nằm trong khu kinh tế Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi. Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quốc, trụ sở tại khu kinh tế Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi, vụ nổ khí ga làm 9 người bị thương. Vụ nổ bình khí ga xảy ra tại khu vực hầm chứa hàng của công ty. 9 công nhân đang làm việc tại đây đã bị bỏng. Ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một số người bị bỏng nặng trong vụ nổ được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Đà Nẵng. Các trường hợp còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 41 bị can nhiều lần tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị can trong vụ án đa phần là golfer, doanh nhân. Trong đó, bị can Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú cùng là cựu phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam bị truy tố về tội đánh bạc. Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 3 năm 2023 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, ông Trần Anh Linh, Nguyễn Quang Nhân và Lâm Quang Thái cùng Nguyễn Thị Thu Kiều và các bị can khác đã nhiều lần tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức poker sát phạt nhau bằng tiền tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và tại căn nhà ở Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 23 giờ 45 ngày 20 tháng 3 năm 2023, khi ông Trần Anh Linh cùng các bị can khác đang tổ chức cho 18 người đánh bạc bằng hình thức đánh poker, sát phạt nhau bằng tiền tại hai bàn trong phòng khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc thì bị bắt quả tang. Vật chứng thu giữ tại hai bàn đánh bạc gồm một vali bên trong đựng hai bộ bài tây, một thảm nệm. Số phỉnh tương đương số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn 4,6 tỷ đồng. Công an tỉnh Bình Dương đang tổng ra quân xử lý vi phạm theo chuyên đề xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container vượt quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông. Theo kế hoạch, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tập trung triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn trọng điểm thường xuyên có vi phạm về chở hàng quá tải trọng, đặc biệt là các tuyến đường có nhiều ô tô đầu kéo, kéo theo semi rơ móc chở container lưu thông. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chuyên đề tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Các lực lượng sẽ tiếp tục ra quân trong một tháng đến hết ngày 30 tháng 11. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý với tài xế phụ xe dương tính với chất ma túy được phát hiện ở chợ đầu mối Thủ Đức. Trước đó, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự, đội ma túy, công an phường Tam Bình đã kiểm tra chất kích thích nồng độ cồn đối với các tài xế xe tải, xe đầu kéo ở chợ đầu mối Thủ Đức.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một tài xế, hai phụ xe dương tính với chất ma túy. Ba xe ô tô tải đỗ xe trên hè phố trái quy định, một xe ô tô khách dừng nơi có biển cấm dừng đỗ, tạm giữ một xe ô tô và hai xe máy không có giấy phép lái xe, đăng ký xe. Từ ngày 25 tháng 9 đến nay, Công an thành phố Thủ Đức đã kiểm tra xử lý 1.614 trường hợp nồng độ cồn, 16 trường hợp ma túy trên địa bàn. Thời gian tới, Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi về nồng độ cồn, chất kích thích với tài xế trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Đối tượng tập trung xử lý là tài xế xe khách, xe tải chở hàng hóa, ô tô con, xe máy. Khu vực kiểm tra là ở các bến xe, chợ đầu mối, khu vực đông mật độ giao thông, nơi hay xảy ra tai nạn giao thông. Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Thị Lý, 48 tuổi và Trần Minh Hùng, 65 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Lý đến những nhà dân gần nơi mình sinh sống để hù dọa, phóng đại rằng nếu không thuê thầy trục vong trừ tà, sức khỏe, tính mạng, tài sản của gia chủ sẽ rất xấu. Do tin những lời hù dọa trên, nhiều gia đình hoang mang lo sợ nhờ bà Lý tìm đến người hóa giải. Chờ cơ hội này, bà Lý kêu chồng đến để làm lễ trục vong trừ tà. Giá Hùng đưa ra cho mỗi lần làm lễ từ 20 đến 50 triệu đồng. Sáng 1 tháng 11, Hùng làm lễ trục vong trừ tà tại nhà của một người dân ở phường Mỹ Xuân và phán rằng dưới nền gạch trong phòng ngủ của gia chủ có hai bộ hài cốt. Sau khi làm lễ, chủ nhà phải đưa cho vợ chồng này 200 triệu đồng, trong đó có 150 triệu đồng trả công cho Hùng và 50 triệu đồng mua đá phong thủy. Trong lúc bà Lý đang đếm tiền, công an vào bắt quả tang. Trước đó, hai vợ chồng Lý đã lừa đảo rất nhiều nhà khác với số tiền từ 20 đến 50 triệu đồng. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Duy Thạnh, 30 tuổi, ngụ xã Hải Dương, thành phố Huế để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thạnh biết được người thân của chị TTM, tên viết tắt 23 tuổi, ngụ phường Phú Thượng, thành phố Huế, bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu xài, Thạnh đặt vấn đề với chị M là Thạnh có mối quan hệ với công an, viện kiểm sát nên có thể xin cho người thân chị M ra trại sớm. Bằng thủ đoạn này, Thạnh đã yêu cầu chị M chuyển khoản 2 lần với tổng cộng 110 triệu đồng. Tất cả số tiền trên, Thạnh mang đi tiêu xài cá nhân. Sau một thời gian, chị M biết bị lừa đảo nên trình báo công an thành phố Huế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức, 52 tuổi, ngụ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Đức là phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp Lâm Thành Nhân, địa chỉ tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Bước đầu công an xác định, đầu năm 2021, Đức đại diện công ty ký kết 4 hợp đồng với công ty tập đoàn gỗ Toàn Cầu, thành phố Hà Nội để thuê 9 máy xúc. Sau khi nhận được máy xúc theo hợp đồng, đến ngày 9 tháng 11 năm 2022, Đức đã tự ý bán một máy xúc cho bà DTJK, ngụ xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch với giá 650 triệu đồng nhưng không được sự ủy quyền hay cho phép từ công ty gỗ Toàn Cầu. Được biết giá trị thực tế của chiếc máy xúc là hơn 1,3 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc B, Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh xác minh làm rõ hai vụ cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn. Ông Trần Văn Tỏ, 68 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Bình Chánh cho biết mình là nạn nhân. Chiều 30 tháng 10, khi ông chạy xe đạp bán vé số dọc đường Võ Văn Vân và đường Liên ấp 1-2 thì có một người đàn ông chạy xe máy tới mua vé số. Trong lúc đưa 6 sấp vé số, mỗi sấp 12 tờ cho khách coi, thì người này kẹp vào cuốn sổ của ông Tỏ đang cầm trên tay rồi yêu cầu đưa thêm một sấp vé số nữa để chọn. Người khách tiếp tục lấy sấp vé số này kẹp vào cuốn sổ của ông Tỏ đang cầm. Người đàn ông hô hoán, cầu cứu nhưng sự việc diễn ra nhanh, không ai kịp giúp đỡ. Trước đó vài ngày, anh TVK, tên viết tắt, khoảng 30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, bán vé số trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cách vị trí ông Tỏ khoảng 1 km thì bị kẻ gian vờ mua rồi cướp giật 200 tờ vé số. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa phối hợp kiểm tra hệ thống 5 cửa hàng D-Link Vapor, chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới ở địa chỉ 46 trên 10 đường 2 tháng 9, 75 đường Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, 13 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, 65 Lê Quang Đạo, quận Ngũ Hành Sơn và 52 Nguyễn Xuân Khoát, quận Sơn Trà.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 7.800 sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện các loại là hàng ngoại nhập trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chuỗi 5 cửa hàng thuốc lá điện tử này do ông PXA, tên viết tắt 41 tuổi, ngụ quận Hải Châu, làm chủ. Ông A cho biết những sản phẩm thuốc lá điện tử này không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ GAO cho biết phần lớn số viện khổng tử do Trung Quốc tài trợ tại các trường đại học Mỹ đã đóng cửa. Thực trạng cho thấy căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. Theo báo cáo của GAO, năm 2019 có 96 viện khổng tử hoạt động ở 44 trên 50 bang ở Mỹ. Tuy nhiên, đến nay con số này chỉ còn 5. Viện khổng tử là nơi dạy các lớp về văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Do giảng viên của trường đại học nước sở tại giảng dạy với sự trợ giúp của giảng viên các trường đại học đến từ Trung Quốc. Quyết định đóng các viện khổng tử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng kể từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo Bloomberg, các quan chức và nghị sĩ trong nhiệm kỳ ông Trump đã nhắm vào các viện khổng tử cho rằng những viện này là công cụ để Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trên toàn thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật rút lại việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Trước đó, ông Putin đề cập rằng theo nguyên tắc của hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện thì Nga không được thử vũ khí hạt nhân ở bất kỳ đâu. Mỹ cũng ký hiệp ước này nhưng không tuân thủ. Vậy nên Nga có thể làm điều tương tự. Theo TASS, động thái này sẽ giúp Nga cân bằng với Mỹ trong việc thử hạt nhân. Giới chức Moscow cũng cho biết Nga sẽ không thử vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ làm vậy. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước động thái trên của Nga. Ông Blinken cho rằng việc Nga quyết định rút phê chuẩn và không tuân thủ hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện sẽ khiến các nước mất lòng tin lẫn nhau trong việc hạn chế phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Robert Floyd, người đứng đầu tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, cũng bày tỏ quan ngại trước động thái mới từ Nga. Trong một thông tin phát đi trên X Twitter trước đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF, quân đội Israel cho biết, lực lượng dân quân Iman Hossein ban đầu đóng quân ở Syria đã được triển khai tới miền nam Liban, Lebanon, trong nỗ lực hỗ trợ Hezbollah. Theo IDF, lực lượng dân quân này tham gia vào các cuộc đối đầu với quân đội Israel và các hoạt động khủng bố chống lại Israel, khiến tính mạng của người dân Liban gặp nguy hiểm. IDF nhấn mạnh họ được chuẩn bị tốt để đáp trả chắc chắn mọi mối đe dọa trên bất kỳ mặt trận nào. Trước đó, theo hãng tin Reuters của Anh, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Zaza Sari tuyên bố trên truyền hình rằng nhóm này đã phóng một lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái về phía Israel và tuyên bố sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công như vậy để giúp người Palestine giành chiến thắng. Theo ông Sari, đây là cuộc tấn công thứ ba của Houthi ở Israel kể từ khi xung đột nổ ra ngày 7 tháng 10. Qua đó, nhân vật này dường như xác nhận Houthi đứng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 28 tháng 10, dẫn đến các vụ nổ ở Ai Cập cùng với vụ khai hỏa tên lửa hành trình vào ngày 19 tháng 10, đã bị Hải quân Mỹ đánh chặn. Chỉ số chất lượng không khí AQI ở Delhi, khu vực bao quanh thủ đô Ấn Độ hôm 3 tháng 10 ở mức 482, gấp 100 lần giới hạn ảnh hưởng đến sức khỏe, gần chạm mốc 500, mức tồi tệ nhất trong hệ thống đo lường của Tổ chức Y tế Thế giới. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng buộc giới chức Delhi ra lệnh đóng cửa trường học, dừng thi công các công trình không cấp thiết. Theo Cơ quan Kiểm soát Ô nhiễm Ấn Độ, đây là mức ô nhiễm không khí tồi tệ nhất ở Delhi kể từ năm 2020. Chất lượng không khí trong khu vực xấu đi đáng kể khi nông dân ở các bang lân cận đốt rơm rạ trước mùa vụ mới. Bang Punjab gần Delhi ghi nhận hơn 1.000 vụ đốt rơm rạ trong ngày 29 tháng 10. Các nguyên nhân ô nhiễm còn lại là do đốt rác nhà máy, khí thải ô tô, công trình xây dựng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!